Hãng tin Reuters ngày 13 tháng 4 cho thấy hình ảnh một số tàu chiến của Nga đang đi trên sông Đông trong hành trình di chuyển từ biển Caspi tới biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có 15 tàu của hạm đội Caspi, bao gồm 3 pháo hạm, 8 tàu chiến đổ bộ và các tàu khác tham gia cuộc tập trận. Liên quan đến cuộc tập trận này, quan chức lãnh đạo Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 13 tháng 4 lên tiếng yêu cầu Nga ngừng tập trung quân gần biên giới Ukraine giữa lúc căng thẳng giữa hai bên leo thang với các cáo buộc phía bên kia khiêu khích. Theo NATO, trong những tuần gần đây, Nga đã tập hợp hàng nghìn quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở gần biên giới nước này với Ukraine, và đây là đợt tập trung quân lớn nhất mà Nga thực hiện kể từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đáp trả các cáo buộc từ phía NATO, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 4 cũng phát đi thông tin cho biết các hành động của Nga là để đáp trả các động thái khiêu khích từ phía chính quyền Ukraine, cũng như là sự chuẩn bị ứng phó với việc NATO đang điều khoảng 40.000 quân áp sát biên giới Nga từ phía biển Baltic và biển Đen.